Vừa hết hạn cách ly, thầy Park đã có mặt trên sân thống nhất. Một buổi tối sân thống nhất rất buồn, vì thi đấu trong điều kiện không khán giả, trên khu VIP có hai vị khách đặc biệt đó là huấn luyện NV Park Hang Seo, và huấn luyện NV Philip Chusier. Huấn luyện NV Park Hang Seo, đã hết hạn cách ly, vì dịch COVID-19 kể từ khi ông từ quê nhà Hàn Quốc trở lại Việt Nam. Tối 8 tháng 3, ông có mặt trên sân thống nhất xem trận đấu giữa Sài Gòn FC, và SL Nghệ An. Đây là chuyến thị khán các cầu thủ của ông Park nhằm bổ sung và xây dựng lực lượng cho đội tuyển hôm qua trên sân hàng đẫy, Trợ lý của huấn luyện NV Park Hang Seo là ông Lee Jong Jin cũng có mặt ghi chép trận đấu Hà Nội Nam Định. Khu khán đài VIP thời dịch COVID-19, huấn luyện NV Park Hang Seo cùng trợ lý của mình. Huấn luyện NV Park Hang Seo vào phòng VIP ăn lót dạ trước khi ra sân xem trận. Giám đốc căng kít phóng via và huấn luyện NV trưởng U19 Việt Nam Philip Chusier cũng có mặt huấn luyện nv park hang seo lên chỗ ngồi khu vip tác phong thầy park vẫn rất nhanh nhẹn huấn luyện nv hoàng văn phúc của sài gòn fc đang được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào sân thống nhất huấn luyện nv ngô quang trường cũng được kiểm tra thân nhiệt phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại